Thưa quý vị, vào sáng nay, một vụ sập nhà đã xảy ra tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, khiến 4 công nhân đang làm việc tại đây bị thương phải nhập viện. Căn nhà bị sập đang được xây dựng dở, có khung bằng sắt rộng 100m², khoảng gần 9 giờ sáng nay thì bị nghiêng và bất ngờ đổ sập. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, có khoảng 7 công nhân đang làm việc tại đây, trong đó có 4 công nhân đang làm việc phía trong ngôi nhà thì bị điện giật do sập sàn khiến cho dây điện của máy hàn bị đứt và bị thương do các khung sắt sập vào người. 3 công nhân còn lại làm việc ở ngoài thì bị thương nhẹ. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.